Dehydro hóa hỗn hợp A gồm có 3 alkan, đó là C2H6, C3H8, C4H10. Sau một thời gian thì chúng ta thu được hỗn hợp khí A có thể khối đối với B là bằng 1,75. Điều cầu chúng ta là tính phần trăm alkan đã dehydro hóa. Tức là trong cái hỗn hợp này là có 3 hydrocarbon là alkan, thì cả ba thằng đều hydro hóa tạo ra 3 alken và hydro. Và chúng ta biết là vì ở đây nó hỏi là phần trăm đã bị đã phản ứng dehydro hóa, tức là trong này vẫn không hoàn toàn. Như vậy sau phản ứng thì có alkan dư nữa. Như vậy bài này nếu mà về bản chất á, thì chúng ta có 3 phương trình cộng với lượng dư nữa. Như vậy thì xử lý nó khá là kém, được chưa? Như vậy khi chúng ta gặp tiểu bài như thế này và sau này chúng ta đụng một bài nữa là bài cracking thì cách xử lý nó rất là tương tự nhau. Ở đây mình không làm riêng mà chúng ta gọi chung. Em sẽ gọi như thế này, gọi công thức chung cho hỗn hợp A là CnH2n cộng 2. Với n chúng ta là cái giá trị trung bình em nhé, n là số carbon trung bình. Cái thằng này sẽ nhỏ hơn 2 và sẽ là lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4. Không thể bằng 2 và không thể bằng 4 vì nó là trung bình. Được chưa nào? Rồi tiếp tục. Cái đó bài toán của chúng ta đang là có mấy phương trình? Đang có 3 phương trình tùy biến về một phương trình thôi. Đó là alkan. Chúng ta thực hiện vấn đề hydro hóa. Người tìm ra vấn này là người Việt Nam, tên ông đầy đủ là thầy Xuân Trường Phạm. Đó. Cái bằng đường bơi dầu quen ông này. Ông này khá là quen thuộc. Nhiệt độ, số tác áp suất. Và bạn lưu ý này, người ta yêu cầu chúng ta là tính phần trăm đã bị dehydro hóa, tức là trong này vẫn không hoàn toàn. Đây là lượng phản ứng và đây có lượng dư. Được chưa em nhỉ? Rồi. Và biết là một bài toán của chúng ta muốn xử lý được thì phải có mol, đúng không? Gì nữa? Như vậy để phần trăm alkan đã dehydro hóa có thể phần trăm về số mol, phần trăm khối lượng hoặc phần trăm thể tích. Phần trăm nào cũng như nhau cả. Bởi vì nó giống với nhau hết, phần trăm nào cũng giống với nhau hết em nha. Lý do giải thích này, trong trường hợp này bài thiếu mol, hiểu không em? Không có mol là không làm được cái gì hết đó. Như vậy á, ở đây thầy xử lý như sau. Nghe kỹ em nè, ở đây này thầy nói là thầy ghi cho em hiểu luôn. Thầy chọn mol của CnH2n cộng 2 ban đầu đã chọn á, là chọn là số 1, hiểu không? Đã không có người yêu thì có người yêu phải là số 1, còn không có số 1 thì đừng lấy số 2 mà lấy số đặc biệt em nhé. Được chưa? Như vậy từ đây chúng ta có này, từ đây mình sẽ gọi cái số mol của CnH2n cộng 2 phản ứng là bằng x mol. Như vậy từ đây sẽ ra số mol nó dư, dư tức là thằng này dư này thì ghi gọn em nhé, là bằng 1 trừ x. Cái đó bài toán chúng ta trở nên đơn giản luôn. Được chưa em nhỉ? Tới đây hiểu chưa để dàn tiếp? Tới đây được chưa để dàn tiếp? Rồi, cái đó mình có này. Mình có mol A bây giờ là bằng 1 mol, mol A là cái mol ban đầu đấy. Mol B. Mol B gồm có mol của CnH2n cộng mol hydro cộng mol alkan dư. Rồi mol của thằng CnH2n với mol hydro thì nó đúng bằng mol alkan phản ứng, và đây thầy chọn là x, x cộng cho nhiêu, x cộng cho cái dư, dư đây là 1 trừ x. Như vậy mình gom lại thì nó còn lại là x cộng 1, đúng không em? Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi giải mã x, mà muốn giải mã x thì chúng ta còn một dữ kiện duy nhất nữa thôi, đó là tỷ khối của A so với B là bằng 1,75. Xử lý được điều này thì coi như bài toán chúng ta tới đây là hết. Bây giờ bạn ơi, như vậy bài này xử lý khá là đơn giản. Đây để xử lý được cái đơn giản đó thầy sẽ lấy cái đích cuối cùng, tỷ khối của, người ta nói rõ này, tỷ khối của A so với B nhé là 1,75. DA chia cho DB là bằng M lớn A chia M lớn B và bằng 1,75. Rồi bạn nhớ thành như thế này,
Chìa khóa để chúng ta thành công phản ứng tách hydro, sau này là phản ứng Grachtin, và sau này nữa đó là phản ứng phản cộng hydro. Ba thằng này đều bản chất y nhau, đều sử dụng một cái định luật rất là cơ bản của hóa lớp 8, đó là bảo toàn khối lượng. Nếu bạn không bảo toàn khối lượng thì bạn sẽ không bao giờ làm được cả, hiểu không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà trong bài toán mình chưa có mol thì mình chọn mol, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, nếu trong cái bài toán mà chúng ta sẽ nhìn sự chênh lệch về số mol, ba thứ nha. Khối lượng này, mình ghi lại cho thầy ba cái thứ khắc cốt ghi tâm này. Đầu tiên là luôn luôn có bảo toàn khối lượng. Cái thứ hai đó là nếu không có mol thì chọn, thông thường là chúng ta sẽ chọn mol hỗn hợp là một mol. Cái thứ ba là nhìn sự chênh lệch về số mol, được chưa em? Và đây là ba yếu tố để chúng ta làm được ba dạng toán, đó là phản ứng tách hydro, phản ứng Grachtin, và sau này nữa đó là phản ứng cộng hydro của anken và anken. Để cho ba thằng này là ba thằng mà hầu như cái đề thi nào nó cũng xuất hiện cả. Như vậy nãy thầy chọn có rồi đúng không? Thầy còn thiếu đó là chưa bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng là ưu tiên số 1 nè. Như vậy chúng ta sẽ đi bảo toàn khối lượng. Theo định luật bảo toàn khối lượng của X đúng bằng khối lượng của A đúng bằng khối lượng của B. Đúng chưa bạn ơi? Đây là A này. Hỗn hợp máy này gọi là B này. Được chưa nhờ? Từ đây chúng ta sẽ suy ra được là gì? Rồi, khối lượng A sẽ bằng mol A nhân cho M lớn A. Và bằng mol B nhân M lớn B. Rồi. Bây giờ này, cái đích đến cuối cùng của em là đây. MA chia MB. Như vậy trên này em sẽ rút ra MA trên MB bằng bao nhiêu để thế vào dưới. Sẽ ra MA trên MB. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ chuyển B qua bên này. Đúng không? Chuyển B qua trái thì NA qua bên phải sẽ bằng NB chia cho NA. Thế đây bạn hiểu chưa nhờ? Thế đây em hiểu chưa? Được không Đạt ơi? Dạ. Mà NA, NB có chứ em ơi? Có rồi. Như vậy giờ đây em sẽ đi tìm X. Sau khi tìm X xong thì em sẽ tính được phần trăm ancan phản ứng được. Đó là em sẽ lấy X này em chia cho 1 nhân 100 là xong. Được chưa bạn ơi? Được chưa Đạt ơi? Dạ. Đó. Từ đây sẽ tương đương với mol B chia mol A bằng 1,75. Mol B chúng ta là x cộng 1, mol A là 1 bằng 1,75. Từ đây em sẽ giải nhanh được x bằng 0,75. Được chưa em? Rồi, chúng ta đọc lại đề này. Điều cầu chúng ta là phần trăm ancan đã để hydro hóa thì rất là dễ. Phần trăm đây bạn hiểu nha. Phần trăm đây về khối lượng, số mol hoặc là thể tích như nhau, bởi vì ancan chúng ta là gì? Nếu phần trăm số mol thì lấy mol chiếm chia tổng, hiểu không em? Phần trăm khối lượng thì lấy mol nhân m lớn rồi chia cho tổng. Mà m lớn không đổi. Giờ đến là khối lượng cũng như nhau, thể tích cũng như nhau. Như vậy thầy sẽ tính phần trăm về số mol của CnH2n cộng 2 phản ứng. Được chưa nhờ? Các bạn có hiểu được điều này không ạ? Chúng ta lấy cái mol phản là 0,75 chia mol ban đầu là 1 nhân 100. Thế đây theo thầy tính được là bằng 75%. Đó. Đây là mấu chốt của bài toán này. Nếu mà bạn không hiểu được bài này thì nó sẽ rất là khó để bạn hiểu được chính xác. Nhớ cho tôi được ba cái thông số mà tôi vừa nói đấy. Không có mol chọn mol, luôn luôn bảo toàn khối lượng và nhìn sự chênh lệch về số mol. Được chưa bạn ơi? Thế đây bạn hiểu chưa? Và cái đoạn m nhỏ a bằng m nhỏ b ở đâu thầy? Bảo toàn khối lượng em. Khi người ta Grachtin thì người ta thu được hỗn hợp A đúng không? Grachtin giống như là em đang có một cây kẹo kéo rất là dài, hiểu không? Sau đó em dùng tay em bẻ, em chia cho bạn em thành 10 khúc khác nhau. Như vậy tổng 10 khúc đó với lại cái cây kẹo lúc đầu là như nhau, hiểu không em? Ở đây mình chọn câu đúng ở đây là câu B, em hiểu chưa nhờ? Đúng rồi Đạt ơi.
Dạ được rồi, thầy kéo xuống cho em cũng viết viết một chút này. Được chưa? Cái khó nhất của bài toán này đó là mình không biết cách xử lý. Hiểu không? Mình không biết cách xử lý ở kia. Đó. Dạ thầy chờ xíu rồi.